giờ đi ra phòng nằm. Bây giờ là được. Cái phòng này là cái phòng ra ngoài rồi, không có nằm ở phòng xanh nữa. Hello. Bless you. Hello, xin chào ông bà cô chú. Hello, con là mèo con đây. Con được một ngày tuổi rồi đây. Ảnh mới ra chứ ảnh cũng trọng à. 8 3 coi như là 8 thao 5 ao là tính ra là 3 ký 7. 3 ký 7 80 gần 3 ký 8 đó cả nhà. Cao 21 inch. Mẹ nó đang, người ta đang vô, người ta đo nhiệt độ rồi. Cái này uống sữa dính nè. Oxy, oxygen mấy cái ngón tay á. Có TV không? Mở TV coi. TV hả? Thank you. Bye bye. Sáng là đổi y tá, hồi đêm hôm qua thì có y tá khác. Sáng vô thì y tá khác vô, cho nên họ vô họ đổi cái tên lên những cái bảng này nè cả nhà. Đây cả nhà, ở bên đây thì sữa trong bệnh viện ta cho mình cái chai vậy nè. Cái chai này là 1 2 3 4 5 50 ml. Cho luôn cái nấm dúi. Như vậy là mỗi lần người ta uống xong là bỏ luôn á. Uống xong là bỏ nấm dúi thì là bỏ hết. Đó. Sự chuyện gì vậy mà sao? Trời ơi. Trời ơi. Phái đoàn, phái đoàn tới. Mẹ. Ai người hỏi ủa qua đây có bầu luôn hả? Mày đó rồi. Đó. Được rồi, sao thử kết quả? Kết quả ok. Nghe bình thường. À. Đậu. Đây là lên coi mèo. Chuột nước kìa. Trời ơi, chuột bận đồ không lạnh hả con? À, bên đây đồ ăn mà cái ô sữa, nhưng mà cái sữa này mình phui cho mình uống, mà trong vòng 1 tiếng mà mình không uống hết là bỏ nha, không có uống được là dục luôn á. Rồi để đi con. Đây cái này là đồ ăn, đồ cái này đồ ăn sáng nha cả nhà. Trứng nè, sausage, bánh mì nướng, đó đẻ mà cho ăn cam vậy nè. Còn bên đây là nước táo, cái cây nè, ăn thơm đó, ăn dưa lưới đó. Cái bánh người ta cho gì chứ mình đâu có dám ăn đâu. Việt Nam mình thì chuyên cử đồ chua, không có dám ăn đồ chua. Nước cranberry tùm lum hết. Chưa hả? Bác sĩ vô liên tục. Mèo đó gì vậy? Rồi. Hả? Rồi Vũ làm mới làm giấy khai sinh. Mấy cái gì không có thằng sô mà bên năm cái sao có rồi mẹ để con đi sao con đừng có rặn mạnh tháo gì điện rồi mượn đem tháo kim ra hết má ơi. Baby kìa, baby nằm kìa. Baby á, baby giống con không? Giống con hả? Con muốn ẵm baby hả? Cái bao lông để đựng đồ chung nhau. Má. Đừng đem thay đồ được hả? Má. Ơi, chung nhau con mới ngắm mèo chuột. Chưa, mèo đang ngủ. Bận đồ bình thường. Chung khỏi vậy. Không, ý như bận đồ bộ cho nó thoải mái. Bận thay một bộ á. Đúng được. Đúng được.
Hết rồi, xong rồi mở. Ừ. Ê, nhẹ nhẹ. Sợ mèo đang ngủ. Chút nữa mèo dậy rồi đụng nha. Dạ. Lát mèo dậy ẵm. Chút chứ. Má, chắc con nghĩ mèo cắn trai con quá. Giờ nó thấy mèo. Ừ. Không có thấy mèo. Ủa hôm qua Na chưa thấy. Không ngậm baby. Baby đâu. Con mới ngậm mèo baby á. Để về nhà đi nha. Của ai vậy? Của mèo hả? Nói cho con cởi áo. Ừ. Bây giờ là người ta sẽ thử coi em bé có bị điếc á cả nhà. Không có bị điếc. This is information from us. Okay. And this is the label for the baby pass a hearing test. When the baby has the first appointment outside the pediatrician, he needs this label. Oh, so I need to bring to the pediatrician. The pediatrician, okay. Yes. Mm-hmm. Okay. Bên trái cũng thái, bên phải cũng thái. Bác đem cái này tới cho ông bác sĩ gia đình của ta. Đem tới cho chồng. Thank you. Đồ hay là chút nữa ấy rồi thôi, để cho nó bú xong rồi thôi nha. Rồi, 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 ẵm con nha, cho con bú nha. Cho con bú nha. Okay. Yes, thank you. The time to feeding him. Okay. And when was the last feed? Did you have an earlier feed? The last feed, what, bây giờ, bú lúc bây giờ? Lúc, 8 giờ cái 10. 7:50. 7:50? Yeah. Okay. And did the baby breastfeed or bottle? The last one? Uh-huh. Bottle. Bottle, okay. And how much would you say? Still lap just around here. Like, oh, that's yeah, good. Yeah. Lap just around here. Okay. So maybe he's like 40. Okay. Okay, 40. Okay. And then peas or poos this morning? Yeah. Okay, how a pee this morning? Pee and poop too. Pee and poop? Yeah. Okay. All right. And now a pee. Now a pee? Okay, awesome. Okay. Maybe, yeah. As far as the discharge video, it only comes in English and Spanish, so we're just going to forego that. And then the discharge nurse will come in and do, we'll utilize the language fine. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Yo. Yes. Ready, go home. Hi. Yeah, let me get up to and put some stuff on it. Thank you. Cái đồ chùm cái ghế này là của chị ba. Rồi đồ đạc, bye bye. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Đi rước là phải hai chị đi theo mới chịu nè. Bữa nay tự nhiên trời trở lạnh nè. Đen lấy cái đó chùm lên đầu Đen. Có cái này đẩy cái ca xích cũng đỡ. Cái chiếc xe người ta đưa cho mình chiếc xe để bỏ ca xích lên chứ không xách nặng.
You first. Oh, okay.